Ja, näin huono. Đâu có hai con mấy, à ba con tám, 800 con, chấp giống chấp bé. Cá độc chép rồi. Rồi lại cá chấm kia đéo làm gì được chú ạ. Loại mình thả mà cá chấm nó bằng đấy thì chỉ có vứt đi. Đến lúc bắt chỉ có vứt đi. Bắt giống. Đi thẳng cái mương nhà 6 này xem có không. Được. Trước tháo nó đậm đắng đọng, đọng đấy. Nước nó xanh ngắt này. Đây thẳng mương lên mương nhà 6 chỗ hồ nhà đại thẳng xuống. Giang mà thằng hầm hấp thả cho cắm biển đấy. Đào cũng thả ra là phí à. Đầu ấy chặt kìa. Đầu gì? Đầu ống. Trọng đất đấy. Nào ra xem. Ra lại hết kìa. Ý, wow, đeo nước xanh ngắt. Mất rồi. Sâu thế. Ui dồi to thế. Con rồ. Mẹ ra nhìn con rồ sợ nhỉ. Mình tới rồ đầu vuông. Này nước bạch đàn nó thôi chúng. Vàng loe á này. Có gì đấy? Mất rồi.
Ui. Nó có cái con này không nhỉ? Nằm trong má ngon thế. Nói trong này miền Nam toàn nằm mắm ấy. Ui giời ơi. Ồ, chấp tí tí. Sợ là mắc vướng nước hút được. Rắn giòn bọn nó cắt đầu, rắn giòn mà nhìn bọn miền Nam nó nấu ngon lắm. Nó không có xương, nó có xương nhỏ. Cho vịt. Úi giời ơi. Úi giời ơi. À, còn con này hiếm lắm rồi. Ôi, mất bố. Xí cờ. À, thế gì à? Nó là dồn vào cuối hoặc là nó loạn. Thế không muốn nó to.
Thì to quá. Mà ăn xuống. Sim lời. Sim à? Tóc nào cây hay cây? Mãi. Mua. Dầm. Dầm đất. Ui xìa. Mắt này. Toàn tép nhỏ hả? Sao được nhiều không chú ơi? Kết thúc cái video đây các bạn nhá. Toàn phi thôi, phi mấy cái rô đồng nhá. Ok.